để chúng ngủ ở đây một đêm. Ngày mai, ta, Nguyễn Huệ, xin thề sẽ giết sạch sẽ lũ chúng, lấy máu giặc tẩy Sơn Hà, lấy đầu giặc tế thần minh. Chúng ta không chỉ đánh thật mạnh, mà phải đánh đến chấn động sơn lâm, đánh cho quỷ thần khóc hải. Đến ngàn năm sau, giặc cũng không dám bén mảng xâm phạm cương thổ nước Nam. Đám thất phu mà dám xâm phạm bờ cõi nước Nam, bỏ mạng lại đi!